chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đức Phúc mua xế hộp tiền tỷ cho bố mẹ sau chưa đầy 1 năm tậu xe hơn 3 tỷ cho riêng mình. Mới đây trên trang cá nhân, Đức Phúc hào hứng khoe ảnh cùng với bố mẹ đi mua xe hơi nam ca sĩ chia sẻ rằng mấy chục năm nay bố phải lái xe taxi rồi lái xe cho người ta chưa bao giờ được lái xe riêng nên anh đã quyết định mua tặng bố và mẹ một chiếc xe mới đức phúc chia sẻ mấy chục năm lái xe taxi rồi lái xe cho sếp chưa lần nào bố được lái một cái xe mới hôm nay là lần đầu tiên đấy Việc Đức Phúc mua xe hơi tiền tỷ tặng bố mẹ khiến cho người hâm mộ và công chúng thích thú và dành lời khen ngợi cho sự hiếu thảo của nam ca sĩ sinh năm 1996. Mới 23 tuổi nhưng với sự chăm chỉ, cần mẫn và làm nghệ thuật nghiêm túc, Đức Phúc không chỉ hiện thực hóa ước mơ của bản thân mà còn lo cho bố mẹ và gia đình. Trước đó, vào tháng 11 năm 2018, Đức Phúc cũng đã tự cho riêng mình mua xe hợp hạng sang màu trắng Ranger Rover Evoque với giá hơn 3 tỷ. Không chỉ mua xe vào giữa năm 2018, Đức Phúc cũng đã mua căn chung cư rộng 65 đến 70 m2 tại thành phố Hồ Chí Minh để tiện cho hoạt động nghệ thuật tại đây. Đức Phúc trở thành quán quân chương trình The Voice năm 2015 trong đội của huấn luyện viên Mỹ Tâm cũng kể từ đó sự nghiệp ca hát của anh bắt đầu. Tuy nhiên mọi sự chỉ khởi sắc sau khi Đức Phúc công khai đã phẫu thuộc thẩm mỹ toàn bộ gương mặt vào giữa năm 2017. Với dung mạo mới bắt mắt hơn, Đức Phúc dần đắc show nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ công chúng nhờ vào đam mê ca hát sở hội chất giọng hay và đầy kỹ thuật. Cùng với đó là thái độ làm nghề chuyên nghiệp, nghiêm túc, Đức Phúc đã trở thành một trong những ca sĩ trẻ của Vpop được quan tâm bậc nhất hiện tại. Đức Phúc ở tuổi 23 có xe xịn, nhà vài tỷ đồng và 10 sổ tiết kiệm. Đức Phúc bắt đầu đi hát sau dòng hát Việt năm 2015, thế nhưng sự nghiệp của nam ca sĩ chỉ thực sự bắt đầu sau khi anh công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Trong 2 năm, sự thay đổi ngoại hình mang đến cho Đức Phúc nhiều cơ hội. Anh Phí quyết định chỉnh sửa ngày ấy là cầu nối đến với khán giả, đến với cuộc sống giàu sang. Có nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và mỗi lần xuất hiện đều hòa nhoán với đạo hiệu. Trở lại với sản phẩm mới, Đức Phúc tiếp tục hát thể loại ballad, dường như anh quá an toàn chưa dám bứt phá khỏi sở trường của mình. Bài hát lần này đúng là vẫn thuộc thế mạnh của tôi nhưng không thuần ballad. Nó pha bóp, có tiết tấu ở nửa sâu. Hiện tại tôi muốn nghe sản phẩm phù hợp và đem lại cảm xúc cho tôi cũng như là người nghe. Công việc thay đổi chắc chắn xảy ra. Với một ca sĩ trẻ, việc thay đổi là cần thiết. Tôi không thể để khán giả mãi nhắc đến hình tượng ballad. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào thời điểm. An toàn trong âm nhạc, anh nên nổi loạn bằng thời trang, những bộ đồ gây tranh cãi gần đây là cách để anh tạo dấu ấn khiến cho bản thân bất nhàn. Tôi đam mê thời trang từ xưa, do đó không phải bây giờ tôi mới thích đồ lố, tuy nhiên ngày xưa đã xấu mà còn mặc lố chắc mọi người ghét lắm. Nhưng lần tôi mặc lố đều là tham gia sự kiện thời trang, không thể mặc trang phục an toàn trong những sự kiện như thế, tôi muốn bản thân đẹp lịch sự mà vẫn nổi bật, dù lương trước phản ứng trái chiều của khán giả nhưng biết làm sao được, tôi thích phong cách như vậy, do đó tôi đều tự phối đồ nào chưa dùng thì ghép với nhau không chỉ đẹp hơn đức phúc hiện có cuộc sống sung túc thu nhập lớn bởi thế anh luôn xuất hiện với những món đồ hiệu đắt đỏ cứ mang tiếng mặc đồ hiệu nhưng tôi có rất ít đồ chưa giảm giá, số còn lại toàn giảm một nửa, thậm chí 70% xuống mức 2 đến 3 triệu hoặc là cùng lắm 10 triệu đồng. Dù muốn thỏa mãn nhu cầu và sở thích cá nhân, nhưng tôi tính toán kỹ lưỡng mỗi khi mua món đồ nào đó, tôi không bao giờ phung tiền quá mức hay chạy theo xu hướng đang tịnh hành, kiểu thích gì mua nấy. Thay vào đó tôi chờ hàng giảm giá, rất rẻ mới dám mua, ngay cả đồ 50 triệu đồng còn không có chứ đừng nói đến hàng trăm triệu đồng trong nhà tôi chỉ vài năm đi hát, anh từ hoàn cảnh khó khăn đã có cuộc sống đáng mơ ước với 10 sổ tiết kiệm, xe và nhà vài tỷ đồng, làm giàu với ca sĩ, các anh có vẻ rất dễ dàng. Về thu nhập, tôi không muốn bàn tới, bởi tôi nghĩ lương là đương nhiên phải có, khi người nghệ sĩ bỏ ra công sức không nhỏ. Có những lúc tôi tưởng như không dậy nổi, dịp cuối năm có ngày tôi bay liên tục 4 chuyến, chưa kể thời gian ngồi ô tô thì mấy tiếng đồng hồ. Tôi trân trọng những thứ mình có hiện tại, phải trân trọng để nỗ lực, cố gắng hơn nữa. Ngay lúc này tôi nghĩ mình cần tập trung vào sản phẩm để phát triển nghề nghiệp tôi nhận nhiều lúc bận rộn căng thẳng, tưởng như là không chịu nổi. vậy chắc hẳn anh thấy hình ảnh stress, mất ngủ của Hương Tràm quen thuộc với mình. đúng là nhiều lần cảm thấy bí bách, nhưng tôi luôn dặn bản thân phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình, người thân hay những người xung quanh. hơn nữa tôi cũng biết tự tạo niềm vui cho chính mình. chẳng hạn mỗi lần ra nước ngoài không ai nhận ra tôi bung lụa thoải mái ăn uống mua sắm mà không lo mọi người để ý. Cụ thể, thời điểm nào anh cảm thấy mệt mỏi nhất, đó là giai đoạn trước khi tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Thời gian đó sản phẩm không thành công, ít show khiến cho tôi mất phương hướng. Tôi luôn nghĩ trong đầu chết rồi mình phải làm gì bây giờ, hay về lại Hà Nội đi học. Đó là giai đoạn tôi đau đầu về kinh tế, tôi lăng tăng tính toán, từ 5.000 đồng tiền xe đi học, bỏ tập vũ đạo vì không đủ kinh phí. Sau khi phẫu thuật dù đôi lúc mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cuộc sống hiện tại cũng dư giả nhưng cũng không bí bách, đủ để tôi trang trải cho gia đình và em trai tôi biết ơn những gì mình có hiện tại kể cả việc phẫu thuật thẩm mỹ để có được ngoại hình ưa nhìn mọi người hay hỏi tôi có sợ khi nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đó là sự thật tôi đâu thể chối bỏ đâu thể sùi lông mỗi khi ai đó nhắc tới nói chính xác ngoại hình là câu nói đem giọng hát của tôi đến gần khán giả khi đang sống cuộc sống sung túc kỷ niệm nào anh nhớ nhất trong quá khứ lúc còn khó khăn hiện tại tôi chuyển vào sài gòn bố mẹ sống ở hà nội việc được ở phía bố mẹ cùng ăn bữa cơm gia đình là điều tôi luôn mong mỏi. Nhưng cuộc sống không cho phép tôi làm như thế. Hơn nữa là người của công chúng tôi phải từ bỏ những cuộc vui hàng quán. Khi nói chuyện tôi phải tiết chế. Bởi mọi lời nói, hành động đều lọt vào tập ngắm của mọi người. Một năm trước mọi thứ bắt đầu đến dần khiến cho tôi bị ngợp, lạ lắm. Do đó lối suy nghĩ cách trò chuyện của tôi còn nơn nớt. Sau một năm tôi nghĩ bản thân phải thay đổi, trưởng thành trong suy nghĩ là điều cần thiết. Và tôi nghĩ khán giả cũng mong tôi như vậy. Họ không thể mà thích một người lúc nào cũng nói chuyện kiểu tương tưởng như đức phúc của cách đây một năm. Tức là hiện giờ khi xuất hiện trước công chúng anh cố gắng che giấu con người thật. Tôi vẫn bung nhưng tiết chế hơn. Tôi chú ý trong từng lời nói để ít nhất không phướng phạm miệng. Tôi luôn dặn dò phải cố gắng dung hòa giữa sự chỉnh chu cẩn thận với bản tính vốn dị của tôi, thứ mà tôi không thể thay đổi để trở thành người khác. Điều gì khiến anh nhận ra bản thân cần thay đổi? Tôi có nhược điểm nói dài, nói dại. Nhiều khán giả chỉ trích tôi nói chuyện như thằng ngơ. Nhưng thực tế, ngừng ngơ đâu thể nói chuyện như thế. Trước đó khi cùng tham gia The Debut, Chị Tràm có nói với thí sinh, hiện giờ các em vẫn còn trong sáng nhưng những vòng trong sẽ có một chút tính toán. Sự tính toán ở đây là cẩn thận, kỹ càng và trao chuốt hơn. Bản thân tôi hiện giờ có một phần giống câu nói đó. Khán giả cứ hay dùng từ thằng ngơ với tôi, nhưng ở tuổi 23 không thể dùng từ đó với tôi được nữa đức phúc thứ gì cũng có chỉ vấn đề tình cảm anh khẳng định chưa yêu bao giờ vì sao vậy ngày xưa thì một phần do tôi tự ti về ngoại hình hiện tại công việc quá bận rộn tôi chưa nghĩ đến việc yêu đương việc đi hát để chiếm quá nhiều thời gian do đó nếu có người yêu tôi không thể toàn tâm toàn ý chăm chút cho người đó hoặc là nếu chăm lo bạn gái thì có thể tôi sẽ sao nhãn công việc dù đôi lần cũng muốn có người yêu nhưng tôi nghĩ hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp khi nào duyên số tới tôi sẽ đón nhận Tự ti vì ngoại hình nên không dám yêu, có nghĩa anh từng thích ai đó nhưng không dám tiến tới. Thực tế, từ trước đến giờ tôi chưa thích một ai cùng lắm chỉ khen bạn khi xinh quá. Khi thấy ai đó ưa nhìn, không biết có phải do tôi ngại bắt đầu một mối quan hệ hay không mà tôi chưa cảm thấy thích, thậm chí là cảm nắng ai đó. Ngay cả những ngày lễ nhìn mọi người xung quanh có người yêu, tôi cũng thấy bình thường. Những dịp như vậy tôi muốn dành thời gian cho bạn bè, người thân hoặc là đi diễn. Tôi không phải kiểu người buồn khi thấy mọi người bên cạnh có đôi, có cặp tình cảm hạnh phúc. Tôi thấy buồn vì chuyện đó rất vớ vẩn. Vậy chưa từng có cả những người theo đuổi anh, kể cả khi anh có ngoại hình điển trai là nổi tiếng. Trên mạng xã hội tôi nhận không ít tin nhắn tình cảm, thậm chí kiểu gạ gẫm tình một đêm, nhưng tôi thường chỉ lướt qua mà không mấy bận tâm. Ngoài đời chỉ có fan lên sân khấu, khi tôi biểu diễn để chụp hình tặng quà, mọi thứ chỉ dừng ở đó. Có lẽ tôi quá vô tâm nên nếu dù có tôi cũng không để ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.